Bạn đã từng bị ai đó chạm vào cơ thể mà bạn cảm thấy không thoải mái chưa? Roro sẽ chỉ cho các bạn những cách để phân biệt những hành động sai của người khác, những đụng chạm như thế nào là không đúng để bạn biết cách phòng tránh nhé! Chúng ta đều có những vùng riêng tư trên cơ thể. Đó là ba vùng mà không ai được phép chạm vào, cũng như không một ai được phép bắt bạn chạm vào ba vùng này trên cơ thể của họ. Đó là phần giữa hai đùi, hay còn gọi là bộ phận sinh dục, ngực và mông đối với bạn nữ, và vùng giữa hai đùi, hay còn gọi bộ phận sinh dục và mông đối với bạn nam. Tại sao ba vùng này được gọi là bộ phận riêng tư trên cơ thể? Bởi vì chúng ta phải che những vùng này lại khi ở nơi công cộng, khi đi bơi ở bể bơi hay tắm biển, chúng ta thường che lại bởi đồ bơi. Như vậy, những vùng riêng tư thường được che lại bởi đồ bơi. Không ai được phép chạm hay nhìn, nói về những bộ phận riêng tư trên cơ thể bạn. Bạn cũng không được phép chạm hay nhìn, nói về những bộ phận riêng tư của người khác đâu nhé. Vậy khi chúng ta cần chăm sóc hoặc bị đau ở bộ phận riêng tư thì sao? Bố mẹ chính là những người có thể chạm vào bộ phận riêng tư của bạn để chăm sóc bạn. Nếu người khác chạm vào bộ phận riêng tư của bạn để tắm cho bạn, thì bạn cần hỏi ý kiến bố mẹ trước nhé. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể chạm vào những vùng này của bạn khi cần khám bệnh. Nhưng bạn nhớ nhé, bác sĩ chỉ được chạm hay nhìn vào những bộ phận này khi có mặt người mà bạn tin tưởng. Tất cả những đụng chạm vào bộ phận riêng tư của bạn không nhằm mục đích chăm sóc như trên thì là những đụng chạm không an toàn.